xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Mới vô chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc lý do tại sao mà ở đây chỉ có ba anh em mình quay mà vắng bóng mặt của Thật Ghẻ và Nhà Ngáo đúng không? Hai đứa nói cho mọi người nghe đi lý do tại sao. Ôn thi anh Phú ơi. Chính xác. Thật Ghẻ với Nhà Ngáo là chung một khối nha các bạn, cho nên học luôn buổi chiều, riêng đẳng cấp thì được nghỉ buổi chiều. Và thường thì các bạn cũng biết rồi. Em nghĩ lâu rồi vẫn không. Thanh niên là học đường đời. À, học được rất nhiều đúng không ạ? Đúng rồi. À, thêm một vấn đề nữa thì bây giờ có một số bạn kêu mình review một cái sản phẩm vào cái mùa này thì mấy đứa chắc biết rằng là mùa gì đúng không? Mùa gì chứ mùa gì giờ. Đúng rồi đây. Đẹp không? Ôi y chang cái súng luôn Phú. Còn chờ gì nữa khui ra đi. Khoan anh Phú ơi. Lúc quen coi mình phải kiểm tra đàng hoàng chứ. Có nhiều người giao hàng mà mình đặt lỗi gì mà ha. Người ta giao lộn cây súng thì sao? Nè anh Phú coi đi. Nói y chang cái súng luôn nè. Bóp nãy giờ thấy cứng luôn nè. Gì đó? Cái 98. Mấy đứa khui đi. Khui đã. Gì? Mày khui đó, khui đi. Sao mày không khui đi, kêu tao khui mày. Thì mày khui đi, bắt quá mày vô trọng, tao với anh Phú ra bảo lãnh mày ra. Ý mày là sao mày? Thì một người vì mọi người đi. Lỡ mày khui ra mày bị thôi. Liên quan gì tao anh Phú mày? Gì căng như mày? Phú ơi. Sao cứ? Tính ra là cái này anh đặt luôn á. Mọi người làm chứng nha, giờ em khui à. Rồi khui đi. Xuân này con không về. Bây giờ có rất nhiều bạn kêu mấy em mình mua thử cái giường máy bay về, giường máy bay phản lực về review. Và tiện thể ở đây hai thanh niên này cũng cực kỳ thích giường máy bay luôn đúng không? Dạ. Nghe nói là Hòa Thượng thích giường máy bay cho nên mình cũng đã cố gắng mình đặt một cái để cho Hòa Thượng với đẳng cấp mang đi thả thử xem. Test thử xem giường máy bay có bay được hay không nha các bạn. Người ta làm mà anh Phương không lẽ nó không bay được. Đâu có, một số cái giường trên mạng rao bán đôi khi cũng không thực tế đâu nha. Mua về thì mình thả thử mình mới biết thôi. Ai như diều mình làm phun. Con thì cắm xong, con thì bay được. Có thanh niên Thật Ghẻ Nhà Ngáo bữa hổm làm diều hơi bị sai sai cho nên nó mới cắm đầu xuống nước. Quen cái này quen. À quên, đẳng cấp. Đẳng cấp thả diều kiểu gì? Diều bay hẳn xuống sông luôn các bạn. Ơi, đẳng ơi, diều của đẳng cắm đầu xuống. Chết rồi. Ơi, đừng ra xuống nước. Giúp bà. Giúp bà. Ơi. Diều của đẳng cấp mới bị lan sao mà rớt luôn hai cái đuôi xuống dưới nước rồi các bạn. Diều em đâu rồi? Ngoài đồng hơi gió các bạn thông cảm nha. Rồi xong luôn, diều em tan nát luôn rồi đẳng ơi. Được rồi. Trời đất ơi, diều của đẳng nè. Trời ơi. Còn là gì là diều nữa đẳng? Đem lên nó còn lấy một mũ dán vô con diều chơi tiếp nữa chứ. Lôi lôi ra đặng. Để đây đi, còn nữa. Còn cái gì nữa nè? Còn cái gì cục tin nữa nè. Tháo ra chứ lù đạn. Trời ơi, tưởng gì đâu mày ơi, cuồng dây. Trời, tao tưởng băng đạn không chứ. Thôi đi giáp về thôi nha các bạn. Giờ mấy anh em mình sẽ tháo diều ra coi thử nha các bạn. Ôi trời, nó bự kìa. Wow. Trời. Cây bằng cây ấy mà. Ui đã. Ôi rồi. Máy bay luôn. Có phải bây giờ hai đứa kêu anh mua con diều này đúng không? Dạ. Ui đã thì chuyên luôn. Đẹp không? Tự nhiên đây có cái cây nhỏ xíu à. Đúng rồi, tại vì cái này là phần đuôi của nó mà. Lỡ nó đang bay nó rớt sao anh Phúc? Không rớt được đâu, dễ gì. Cái căng là nó gắn rồi à. Rồi. Trời ơi, đó, nó bự kìa, cái đuôi nè. Dài hơn cái đuôi của diều mình luôn. Đây các bạn, đây là diều máy bay phản lực nha. Tiện đây mấy anh em mình sẽ review cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, diều máy bay phản lực chúng ta gồm có là phần mũi nè, hai cánh, một cái đuôi. Rồi gì nữa? Hết rồi anh Vui. Đây. Hai cái vây. Hai cái này là hai cái phản lực của nó nè, đúng không? Đúng rồi. À, review thì phải review cho tới. Còn đây là gì? Cuồng dây. Rồi, bây giờ làm gì? Đi thả. Chuẩn xác, đi thôi, đi thả thử nha các bạn. Rất là nhiều bạn fan yêu cầu mấy anh em mình mua và test thử cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ test thực tế luôn cho các bạn xem có bay được hay không đây. Trời, gió quá trời gió luôn hả đã. Gió quá trời gió luôn. Giờ mấy anh em mình ra cột tiêu thả nha các bạn. Gì mày? Ê, nhầm ra ruộng thả. Để tao coi gió hướng nào thả mày. Ủa gió hướng này nè mày, gắn cây vô. Ok. Dây nữa. Còn kỹ vô nghe. Hồi bay nó rớt xuống nữa đó.
Rồi. Mày cầm để tao kéo cho. Đó, cái chân nó rớt xuống hầm cầu tiêu đó. Lên. Xong chưa nó chạy nha. Đúng rồi. 1, 2, 3. Wow, chiều lên thép rất là thẳng nha các bạn. Thẳng lắm. Ồ, chiều lên thẳng đơ luôn kìa. Gió nhiều lắm. Ồ, các bạn coi nè, đưa anh cầm thử coi. Ồ, gà cho nó cầm hơi căng dây luôn á. Ồ, nó mạnh. Ôi, các bạn coi dây nó căng luôn nè. Chiều rất là tốt nha. Thôi, hai đứa thả đi. Ê, đừng buông cùng dây nha. Đừng buông nha, bớt luôn chiều đó. Ồ, chiều lên thẳng cánh luôn các bạn, thẳng đơ. Dây, các bạn coi nè, dây không có cong luôn nha. Đó, anh Diều trước mặt mình kìa. Nhỏ lập cánh kìa. Diều thả rất là đã, phải không? Ok. Mua dây đắng. Hèn chi hai thanh niên này đòi nặng nặc kêu anh Phú mua cho em một cái diều máy bay. Ê, nắm tay quá. Đúng là diều máy bay luôn. Ê, ngồi xuống thả mày. Mày có thấy gì sai sai không mày? Gì sai mày? Nhìn ngoài đồng nắng chang chang à. Nhóc chỗ mát không kìa. Nhìn mày kêu xuống đây ngồi. Ôi, vô bờ ngồi mày ơi. Ừ, nó kéo tao kìa. Ủa anh Vô. Sao cưng? Hồi sáng anh mua mấy cuộn dây à? Mua cái diều nó tặng kèm theo có cuộn dây à? Trời, cái diều này phải mua mấy trăm cuộn thả cho nó đã. Trời đất ơi, thả nổi không? Nổi. Đủ quá. Nổi anh Vô. Bữa nào mình làm thử thách thả vài trăm cuộn dây ha. Chơi. Chơi luôn. Được không? Được. 200 cuộn dây luôn. Được không? Nghe xanh mặt hay gì mà khức lại hết hả? Được. Okay. Ok. Nếu mà nào đồng ý cái series này thì hãy comment phía dưới, mấy anh em mình sẽ làm series này cho các bạn cùng xem. Mục đích ngày hôm nay mấy anh em mình thả diều này, thứ nhất là để test thử xem diều này bay có êm, có đầm hay không. Thêm một cái nữa là hòa thượng và đẳng cấp của chúng ta có ước mơ là được những con diều máy bay. Nhưng mà để bữa nào anh mua cho mỗi đứa một con nha. Do là anh muốn mua thử để xem cái tình hình sao. Thử. Mùa này là mùa diều nha các bạn. Diều thả ngoài đồng rất là nhiều luôn. Có nhà ngáo với thật ghẻ thì ngày hôm nay đi học rồi. Quá đáng tiếc cho hai thanh niên. Quá đáng tiếc cho hai thanh niên. Phải chơi ngày mai được quá ha. Ước mơ cũng nhả làm lá máy bay mà. Không được. Ôi, dạ cưng. Anh mua con diều này nhiều anh Phú. Diều này tổng cộng giá trị của nó là 165.000 tính luôn tiền ship rồi á. Vui. Sao? Còn con diều nào bự hơn con diều này nữa anh Phú? Có chứ. Bà luôn. Mà mắc tiền lắm mua không nổi. Mấy 200 cuộn dây chơi nó mới đã. Là sao? Thì kiểu như mình mua con diều bự phải không? Mình làm thử thách luôn. Thả hết 200 cuộn dây. Thả nổi 200 cuộn dây không? Được. Trời ơi, một cuộn dây thả nãy giờ chưa hết nữa ở đó 200 cuộn. Trời, vậy mới được hết chứ anh Phú, độc lạ luôn. Thả nổi không trời? Yên tâm, để em mừng đẳng thả nghe. Kêu dòng họ em ra cầm gì phụ. Ghê hả, ghê hả. Còn nữa anh Phú ơi. Dù gì? Tới bữa đó em sẽ lấy cái quần thật ghẻ kêu lên con diều cho nó bay đi luôn anh Phú. Trời. Ghê hả? Chơi gì cắn gì? Chứ sao? Đừng nói nó nha, bữa đó mấy năm mình cho nó luôn nha. Ok không? Được, được. Rồi, con ai gọi nè. Đừng nghe điện thoại nghe. Alo. Dạ em nghe. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dạ để em hỏi qua cái. Hỏi qua. Mai sinh nhật cưng hả? Ừ. Không biết mình vô. Trời trời. Thằng này nó chỉ nhớ chủ trì nó thôi à. Nó có nhớ gì sinh nhật của nó hết trơn á. Đúng rồi anh. Ngày mai ạ. Bộ họ mà thật ghẻ chắc hứa vui mấy anh em thôi chứ. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, nếu vậy thì em thay mặt quà thượng cảm ơn anh nha. Cha nuôi thật ghẻ gửi heo với lại gửi đồ về cho cưng để làm sinh nhật. Ôi đã mày. Ủa đã gì anh luôn. Thiệt tình.
Thì con hết không? Hết. Bây giờ anh về, bây giờ mấy anh em mình về chuẩn bị để lên lịch ha. Ừ. Rồi đợi hai đứa kia ngày mai nó nghỉ học đó, bắt đầu mấy anh em mình làm sinh nhật cho Hòa Thượng luôn, được không? Thì được. Ok luôn. Thu Diệu đi về. Đi về. The next morning. Chào các bạn nha. Đây làm gì đây? Đây mấy anh em mình đang nướng nguyên con heo của cha nuôi thật ghẻ gửi cho Hòa Thượng nha các bạn. Đây là nguyên con heo nhưng mà do mấy anh em mình nướng không nổi. Nướng không nổi đúng không ạ? Chứ bự lắm Phú ơi. Bự quá. Mấy anh em mình phải xách từng mạng ra để nướng thôi các bạn. Ghẻ nướng heo đẹp lắm nha. Đó, miếng nào miếng đó đen như là cục. Y chang cục than luôn kìa, cục than đen sao là miếng thịt heo đen y chang vậy luôn á. Ủa quà chín rồi, quà cái lóc chín rồi đó mang ra đi cưng. Ủa nhà gái đang làm gì vậy nhà? Đang làm thịt thỏ nè anh Phú. Đây làm cái gì đây? Thỏ xào lăn. Biết làm không? Biết chứ anh Phú. Hai anh em hả? Em chứ ai, em đầu biết chuyên nghiệp mà. Mày xạo mày ơi, tao chỉ mày nêm. Nhưng mà người nấu vẫn là tao như mày. Thơm không anh Phú? Wow, rất là thơm nha các bạn. Phải nói là cực thơm luôn. Nói về thành phần của cái xào lăn này, nói cho mọi người nghe coi. À, cái này còn có thịt thỏ này nguyên liệu chính nè. Ok. Xạo. Ok. Rồi ngọt nó nêm gì đó tùm lum đó. À. Nước cốt dừa nè anh Phú. Tiếp. Rồi tỏi xả. Mà rồi sao được cái màu đẹp vậy? Bột nghệ anh Phú. Wow. Thiếu nữa. Thiếu gì? Sa tế. À có sa tế nè các bạn. Có thơm. Và thứ ướp mà. Thơm lắm nha các bạn. Phải nói thiếu thật. Nữa. Thiếu gì? Chảo. Còn thiếu này nữa anh Phú. Thiếu gì? Một chút bỏ này vô nữa. À đúng rồi, cái cụ này quan trọng nè. Cái này nó anh Phú quan trọng. Cái đó bỏ rồi. Một chút là mình xách cái này vô nè. Đây, các bạn cũng biết đây cũng là anh An đúng không? Chủ kênh của anh Hai Vlog. Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì thật sự ra thì hôm nay sinh nhật của Hòa Thượng. Nhưng mình bận chút xíu công chuyện qua hơi trễ nha mọi người, thông cảm cho mình nha. Có gì đâu, qua phụ Hòa vậy là ngon rồi. Xào cho Hòa Thượng ít này nữa. Hôm nay sinh nhật Hòa Thượng khá là vui mọi người. Ô ba, còn heo rừng nữa đâu rồi? Heo rừng đâu? Heo rừng của cha nuôi thật ghẻ gửi luôn nha các bạn. Phải nói là cực kỳ ngon luôn. Đâu rồi? Thịt thì đâu có không nhớ nữa trời. Chó tha nguyên rộ đây anh hai. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy thịt ra nha. Rồi. Hòa Thượng với thật ghẻ nướng riết y chang như cục than luôn. Sô-cô-la sao là y chang vậy đó các bạn. Nhưng mà không sao. Cạo lúc này đi ăn được bình thường chứ hả anh? Đúng rồi. Ok. Ủa Phú, nguyên con heo sao còn có như đây hả? Mấy cái đùi với lại cái phần đầu quá. À. Bự quá, một con heo hai mấy gần 30kg cho nên tụi em không thể nào quay nổi. Buộc phải cắt ra từng mạng để nướng. À. Vậy nó mới chín đều. Cái này nó nguyên ngon. Con đúng không? Nguyên một con chà bá luôn. Còn đây nè, trong này nè. Đó, đây nè, heo. À. Còn đây heo rừng nha các bạn. Một chút mấy anh em mình sẽ làm món né. Ủa Hòa đứng đây làm gì vậy? Chứ hôm nay giờ tao làm gì? Thì lên độ đi chứ làm gì? Nay nhân việc chính mà là nhìn mày kỳ vậy? Thì mặc gì đẹp rồi, mặc gì nữa mày? Thôi ba, nhìn như ăn mày vậy. Ok mày luôn, chờ tao một chút. Mày tắm xong chưa Hòa? Lên độ cho đẹp đẹp nha mày. Ra liền à. Đi vô. Trời nay lấy tao nữa. Chứ sao mày, áo này áo sậm đó. Cha nuôi mày tặng tao đó. Ủa sao cha tao không tặng cho tao ta? Mày tên ghẻ đúng không? Mày là con ghẻ mà. Ủa mà tao thấy có gì sai sai mày? Sai gì, đẹp vậy thôi chứ. Tao thấy gì đó sai sai mày. Áo thì áo Tàu, còn quần thì Việt Nam. Chứ sao, tao là người Việt Nam không lẽ lai Tàu hết mày. Hợp lý, ok đó. A few moments later. Đây, thịt món quý nhất đây, không biết ngon được không? Rửa xà lăn nhé bạn. Cà lóc nướng. Ê, nặng đâu mày? Nó đi ruộng với cha nó rồi. Chừng nào nó về? Chút nó mới về. Nghỉ chợ nó không mày? Ok luôn, ăn trước đi. Đây là cái bánh kem của mình nha các bạn. Wow. Nay mình để chữ đình hoàng nha các bạn, biết sao không? Tại vì mình xuống núi rồi, để chữ Hòa Thượng kỳ lắm, giờ mình để chữ đình hòa là được rồi. Nay sinh nhật con không mời ba mẹ với lại cô chú ăn sinh nhật con. Rồi. Rồi à, chú An có món quà nha, tặng cho Hòa Thượng của chú An. Món quà nhỏ nhưng mà chúc mừng sinh nhật con nha. Rồi chúc cho Hòa Thượng ngày càng nhiều fan hơn thôi. Thử chữ dao cũng được. Thịt đi. Thịt đi. Đi. Ăn miếng coi. Ê ghẻ mày biết cuốn bánh tráng không? Yên tâm đi, tao cuốn đẹp cho mày coi. Không đẹp không lấy tiền luôn. Đó, thấy cái bánh tráng đẹp chưa? Đẹp chưa mày? Ôi nó đẹp mà nó đẹp thấy ghê luôn á.
Nãy giờ làm gì Đặng? Dạ nãy giờ em đi phụ cha đi ruộng. À thôi vô đi cưng, trời ơi. Ê vô ngồi mày. Ngồi lẹ đi. Lấy giò ngồi lại quay mày. Lấy giò nha. Đặng bây giờ bận công việc nha. Giờ mới tới đó các bạn. Làm thử miếng thịt thỏ xào lăn nha các bạn. Ừ, đúng ngon quá. Ê Nhã, sao nhìn món ngon với mày? Tao làm hết á, mở máy đi. Ê cái thịt gì mà lạ lạ với mày? Thịt thỏ đó, ngon lắm, tao làm luôn á. Bớt nổi giùm tao đi, nhá ngáo kìa. Quá trời muốn không biết ăn món gì ta. Ăn lần đặt ngày nữa. Bốc đại đi. Bốc đại vô bút luôn á. Cho tao nè. Cho tao ăn nè. Ngon không? Đốt đèn kèn nha các bạn. Ê quên còn cái nón nè mày. Yo, hát đi em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thôi con Nguyễn đi. Hả? Hả? À, chưa cầu xong rồi tụi bay ăn rồi. Tao chưa thổi nến luôn. Nến con cá gì hết lẹ hết lẹ. Chuyện thôi anh em. Vô. Có mày nghe cái. Quýt rồi. Từ. Rồi nhập tiết. Rồi cắt qua. Mời các bạn ăn bánh kem nha. Bánh kem ngon. Thấy quà, bông hồng đẹp không quà. Cho mày nè quà. Ngon quá quà. Ê quà, tao đã thực hiện lời hứa bữa hôm sinh nhật của Đặng hứa với mày nha. Hứa gì mày? Thì mày nói sinh nhật của đứa nào không có hay quay sinh nhật mày không có đó. Nay tao tặng mày đó. Sinh nhật mày với lại mấy này có hay quay sinh nhật tao với thằng đấy không có ha. Tới lúc đó tao kêu cha nuôi tao đầu tư cho mày con. Hỏi sao quỳ nha mày. Tính ra cha nuôi mày tặng tao luôn á. Thì đã hứa là kêu cha nuôi đưa tặng cho mày mà. Sinh nhật này bù cho sinh nhật lần trước vui chưa Hòa Thượng? Vui. Mấy này mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like, đăng ký, chia sẻ. Nhớ vào sub game bên đâu phải để quay kim cương nha các bạn. Có bán nhiều ad free fire liên quân giá rẻ uy tín chất lượng nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Bye bye. Bye.